Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Hà Nội bước sang ngày thứ hai nắng nóng đỉnh điểm của đợt này. Nhiệt độ buổi trưa chiều lên đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, không khí khá oi bức khó chịu. Tối và đêm nay trời ít mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, không thay đổi so với đêm trước, độ ẩm từ 73 đến 94%. Sang ngày mai nắng nóng bắt đầu hạ nhiệt, khu vực Hà Nội có mưa rải rác tại một số nơi, tiết trời mát mẻ về đêm và sáng sớm. Đến trưa và chiều nắng lên, tuy nhiên nhiệt độ ban ngày giảm 3 đến 4 độ so với hôm nay, dao động từ 25 đến 33 độ, độ ẩm là từ 64 đến 94%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 tháng 4 sẽ có rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta gây ra mưa dông. Nền nhiệt giảm đáng kể, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đến cuối tuần, trời dịu mát, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 79 đến 82%. Những ngày qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay. Mặc dù thông thường vào tháng 4, thời tiết vẫn khá mát mẻ. Sự xuất hiện của nắng nóng sớm đã cho thấy sự thay đổi bất thường của khí hậu. Một mùa hè có nắng nóng gay gắt được dự báo đang đến gần. Nắng nóng không chỉ gây ra những vấn đề về sức khỏe mà còn có nhiều hệ lụy khác. Có thể tăng nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao hay gây ra hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Do đó, từ bây giờ, người dân cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nắng nóng, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng sắp tới. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, với nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.